chị bó hoa của chị Hương để chị để trên bàn đấy. Quang Minh rất là vui mừng được đón chào quý vị trở lại với Nghệ Thuật Sống. Đến gần sáng rồi. Dạ, dạ. Mệt thì lâu đang đi thử lấy lại cảm giác. Cái này cái quan trọng là hai ngày ra đây là ngày nào cũng tập rồi. Xu hướng ăn chay bây giờ nhá là nở rộ khắp thế giới rồi. Các ngôi sao Hollywood họ ăn chay nhiều lắm. Em ơi, cho anh hãy đúng bàn ghế là sao chứ. Và hẹn gặp lại trong Nghệ Thuật Sống số sau. Cảm ơn. Nhất anh Khôi Minh ấy, chẳng ai nhận lời gì trò chuyện vào cái giờ người ta đi ngủ này đâu.